Cái hoa này là cái hoa angel trung tết của mình mà nó màu peach á, nó màu trái đào á đó. Đó mà điển hết xuống hết rồi, cái bắt đầu ổng lên nữa, ổng lên quá chừng luôn, ổng lên kỳ này nhưng mình sẽ điển thấp xuống nữa. Cho em cứ tiếp tục cái mọc đi đó, nó cùng 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 nó lên cũng 12 inch, là cũng là hơn 2 tấc 3 tấc á mấy bạn. Đây cho mấy bạn xem nè, cây này thì nó màu vàng nha, cây này màu vàng là vàng anh đây nè, đó nó lên nó to vậy đó. À, đẹp quá ha. Đó, cây này là cây con nhưng mà cây ngoài này thì nó khác màu. Không thấy cái cây thực vật này nó lên, có một bên lên thôi mấy bạn. Đó, cây bên này thì chưa thấy lên. Đó, nhưng mà đây á, thì mình có ươm mớ cái hoa hồng của nhà mình, cái hồng nhung của mình. Đó, mình cắt xuống hết rồi, cắt xuống anh hết cho cây vàng này nó tiếp tục nó lên nè. À, cây vàng ngoài bìa này á, thì nó lại lên. Cây màu trắng này trời ơi, ui 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 thì không biết cái cây thanh long của mình như thế nào. Cây này màu vàng đây, cái này màu vàng mình không có bỏ phân nữa, xui cho mình nó thơm bức mùi luôn. Cái này đó. Cái bàn tay của mình đây, bàn tay nhăm nhở của mình đây. Cho mấy bạn xem đây nè, nó bự hơn cái bàn tay của mình. Cái hoa này á, nó ra khoảng là 8 inch á. Nó bự hoa lắm, mình cắt hết lá luôn. Rồi bên này cái cây này là màu peach nè, nó ra, nó bắt đầu ra hoa trở lại. Cái lá nó to đùng rồi. Cây mình coi chứ, mấy cái núi đá của mình nó quá chừng luôn. Rồi cái sậy đó là năm rồi là anh lên cắt đó, rồi năm nay nó lên vậy đó. Ra mình nó là dự định của tụi mình nó là điểm nó xuống hết rồi, cái xong cái mình cái trồng cái mớ tre đó, thì dù sao cái tre mình ăn măng cũng bảnh hơn. Bảnh hơn là cái mắc kem sậy mắc dịch này đó. Phía dưới là sâu, tôi phía dưới là đất nó nghiêng lắm nha bạn. Ở đây là bờ là nó 221, tức là 45 độ đó đó, nhưng mà đi cái này là mình tuột xuống, chứ còn là mình trở mình đó là mình bò xuống, chứ còn không có đi ra thẳng được, đi thẳng mà nó lọt luôn xuống dưới luôn thì chết luôn, mẹ cha không nhìn ra được mặt nữa. Từ phòng mình nó nhìn ra đó, thì thấy cái cây này nè, cái cây màu vàng này này, ở ngoài là màu peach đó. Đó, ở đây cái cây này á, cây này đó nó là cây Yuppapa, nó là cái màu xanh đó nha bạn, cái hoa mà hoa màu xanh luôn. Cái này cái loại cũng cái loại sưng sưng rồng, cái cõi cây mà cây sa mạc, loại nó không có cần tưới nha, nó ra cái hoa xanh xanh nè. Rồi cái xanh xanh kia là cái trái của nó đó, đó. Mình lấy mấy dây rồi tính giăng ở trên đây nè, để mấy cái cây sậy giăng lên để cho cái cây bí đó, cái bí này của mình, cái squash này của mình này, nó leo lên vàng lên nè. Đó, cây của mình là cũng tốt, không có thua gì của anh đâu. Để coi coi phải cái trái này không, chưa thấy nở trái ra mấy bạn, chưa thấy cái hoa cái. Nó thường hoa đực thì nó ra trước cái hoa cái đó. Mình nó sẽ trồng, mình sẽ ươm cái cây mấy cái cây Yuppapa, gopher Yuppapa là cái loại đó, để cho nó ra. Mình dứt có mấy con gopher thôi. Nên nè, cây của mình nó cũng cắn cho nó lọt xuống dưới rồi, còn theo nó cũng khó tàn bạo luôn thôi, chứ đâu có phải vừa. Cây cúc của mình nó bên cắt trụ lũi rồi nó, cái loại cây cúc hồng hồng bên đó đó. Đó, ra đây sẽ nó lên lại nè. Mấy cái cây ghim thì cũng có cái lên. Nhưng mình cũng không có quan trọng mấy, lên không lên thì kệ nó, mình cứ cắt tuổi nó rồi mình tính tiếp. Cái nay mình đi làm ở trên Beverly Hills, mình lên đi làm chút thôi, vì cái nó làm chưa xong, rốt cuộc cũng chưa xong rồi, mình cũng chứng cho nó cái giấy cho rồi, tại vì mai thì mình cũng đi, nhưng mà mình lên cái Central Hills để làm, để đổ cái crown, nó có 3 da thôi mà phải đài mình đi lái xe 3 tiếng đồng hồ, mệt quá, nhưng mà cũng phải ráng cho xong đi, để thứ tư này mình đi học rồi mấy bạn. Mình với anh Lê đều đi học cái đấy, đi thi cái license vì cái test làm cái sample ở ngoài field đó. Đó. Cái ở đây đó thì mình còn cái cây cà tím nè. Nó thì mấy hành lá nó cũng còn ở đó, thì mình nhổ nguyên cái đám đó rồi đó. Đó thì nó đổ nguyên được một đống rác đó. Rồi cái ngoài này thì mình chưa làm, mình chờ bên này thì mình làm rồi mình cắt một mớ cái cây
gì đó, cây cút đó là mà chị Hải chị hỏi bữa nay chị Hải chị hỏi mình chứ cây cây cút này gà nó ăn không, mình thì thấy nó không ăn thì mình nói thử chị nó không ăn. Nó không ăn thì mình ăn, thì cái gì mình ăn được thì nó không ăn đó. Sen mình thì nó cũng thế thôi, sen mình nó thì cũng thế thôi. Bây giờ là 5:30 chiều, gần 6 giờ rồi. Ở đây thì mình có được cây jacaranda, là cái cây phượng tím của mình á, với lại cái cây ớt bên trong đó, với lại mấy cái ớt, mấy cái hành gì mình cũng to đùng lên, không chả biết cái hành gì nữa. Thôi hành gì mình cũng ăn hết. Cây này, cái táo này, cây sugar cane này. Mình nói đó, cây chị Bảy mình cho đó, lúc mà đưa cho mình cầm mình mang về nhà mình á, là nó cao được 1 tấc á cả mấy bạn, nhưng mà cái thân của nó thì nó bằng cái cây tăm thôi. Mà giờ sau 10 năm thì em nó lớn như thế. Đó, nhưng mà nếu mà mình có cái cây táo khác ở đây thì nó sẽ đậu trái nhiều lắm, còn cái này có mình ảnh thôi, đã ít ít trái, năm cho chừng 8 trái à, đủ để cho chị Hải chứ cạp cạp chơi thôi chứ mình không có ăn. Mình thì mình cũng lười ăn mấy cái mấy đó lắm. Đó, cái hoa thanh long của mình màu tím nó cũng được hoa bốn bốn cái đây, mà mình có thể nghĩ nó được 3 cái thôi, vì cái này đó mình thấy nó vàng rồi, tức là nó không có đậu trái, mình tưới nó tè sạt túng nó là nó không thích nước mấy bạn ơi. Nó giống như nó ở cử vậy đó. Ổi mình thì được to như thế này đó, trên này cũng được mớ này nè, nó mới trái rất rất là nhiều trái, cũng hơn 100 trái mình nghĩ vậy đó. Đây trái này cũng em cũng to đó, nay đó nó bằng hơn, nó bằng cái gốc bô lớn hơn tí đó. Thì cái cây sả này cũng lên đó, cái sả này cũng lên đó, cái cà chua quả nó cà chua này mình chả biết có nó gì không thôi. Nó cũng có nét giống cà chua bi á mấy bạn. Mấy người biết ổng ương á, ổng ương á là cái ổng lấy cái thắt của mình, cái gì cũng nhường đồ tốt cho ảnh mà ảnh làm mất ra, anh không biết nó là cái gì, mình cũng chịu thua luôn. Anh không biết làm sao em biết, anh ghim anh ương chứ em có ương đâu, mà giờ anh hỏi em không có nhìn được cái lá, mình không có nhìn được cái lá đó. Ở đây đó, cái lá trái nào á, cái hoa nào mà nó xanh như thế này thì nó sẽ đậu trái, mà trái này nó sẽ đậu luôn nè đó, 2 trái xanh nó sẽ đậu luôn, nhưng mà ba cái vàng vàng ở đây đó là nó sẽ cuốn theo chiều gió đấy đó. Ngày hôm qua thì mình điển nguyên một cái cá, nhưng cái gốc đó đó, cái gốc mà cái hoa mà tím tím mà lần mình thấy đó, rồi mình bỏ vớ rác đây nè, rồi mình sẽ bỏ vào cái thùng phân trà xanh đó đó, rồi mình để một cái gốc đây rồi mình sẽ ghim, rồi mình chưa ghim. Giờ đi mặc áo lạnh, giờ nó lạnh quá bạn ơi, đây bữa nay là ở trên Beverly Hills nó 21 độ mà về đây nó còn có 16 độ mà 16 độ 16 độ C á, lạnh lạnh chết mình luôn, lạnh lắm. Ở đây có mớ cái hoa này đó thì nó còn xanh vậy đó, thì nó sẽ đậu trái, thì mình chỉ đón vậy thôi. Mưa xuống là khác nữa nha, mưa xuống cái là nó đi luôn, nó đi theo á, đi đoàn tụ ông bà liền đó. Bữa nay giờ chị Chính mình gọi lâu lắm rồi chị không gọi, thì chị đau cái giờ mà chị, thì chị đi không được, thì chị sợ lên đây rồi cái mình rủ đi mà không đi xuống như này coi nha đất mình á, coi cây trái rồi này nọ sợ mình buồn á, thành ra chị không dám đi. Ừ chà, cái cây trên này đó, cái hoa nó to, cái nụ bự 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 bên kia không á, tức là nó sẽ có triển vọng nè. Ba cái hoa này nè, ba cái này màu xanh nè, bây giờ là thôi bữa nay là em không tưới đâu, nhất định không tưới, tưới rồi rủi nó rụng nữa sao, thôi không tưới. Cây này thì quá trình trình đó chị Hải ơi, nó quá trình trình. Sẵn đây mình chia sẻ luôn, mình để coi cây mình trồng gì mà nó dám lên, nó bươi nè bạn, coi coi nó cũng dữ dằn lắm chứ mà nó dám mà xâm phạm mà đất đai mình đó, nó nói là chỗ khác cho nó được chứ mà chỗ này mình không cho, chỗ này là cái bồn hoa của tôi. Ông kia là ông còn phải nhường tôi nó cho mấy em biết á. Đấy, khẳng kể luôn mà nghe cho mấy bạn nghe về cái kinh nghiệm máu xương của mình. Thì mình á, thì nhiều năm trước thì mình cũng đi làm mà thất nghiệp lên thất nghiệp xuống mấy bạn ơi, mình không có tài cán gì đâu, nói diễn chơi mình có cái miệng thôi hả. Chứ còn anh lên làm thì mới là bằng cái công sức của ảnh, còn mình cái số mình không có làm gì cực á, mà tiền đâu nó trên trời rơi xuống thì thôi đó.
Thì mình khi mà làm ngân hàng mình nó đóng cửa đó, thì cái ngân hàng Citibank nó mua, lúc đó mình mua cái stock của mình nó chỉ có 5 đồng thôi. Thì khi mà ngân hàng Citibank nó mua ngân hàng mình á, thì giá trị lúc đó là nó lên 57 đồng một xe. Đó, của tầng City đó nha, thì nó mua ngang à, 1 trọi 1 thôi. Thì là mình có được cái số tiền của ngân hàng đó, của mình. Thì mình, nếu mà, thì mình mới có, mình lấy ra, mình chuyển ra, thì mình trade rồi này nọ. Lúc đó là cái kiểu như day trader như mấy bạn, tức là mình trade hàng ngày đó. Đó, nhưng mà cái đó là nó đòi hỏi là bạn phải rất là bén nhạy lắm. Đó là phải đọc, hồi đó là nó chưa có broadband, tức là những cái mà nó không có cái mà wireless như bây giờ đâu. Đó, cho nên nó rất là khó khăn cho những người mà tay mơ mà vào nghề đó. Mình nói vậy đấy. Thì khuya đó là 11 giờ đêm đồ này nọ, mình nó thức dậy mình đọc này kia, chứ không phải ai nói cái gì mình cũng nghe. Vì người nào là họ cũng muốn làm ra tiền, nhưng mà cái thời đó đó, mình nói với bạn nghe đó, rất là nhiều người họ làm ra tiền từ cái số không mà thành có. Vì nó cho giờ ví dụ như bạn, nó cho bạn xài luôn cho trên mặt riêng nữa. Nhưng cái nguy hiểm của cái mặt riêng là nó như thế này, mình nó thì hồi xưa thì mình có xài mặt riêng, mà bây giờ thì không. Do là sao? Là nó đó, nó dùng đủ tới mọi cách hết, là nó dùng những cái option, tức là nó không có, nó chỉ đoán thôi, là nó không cần là bạn có tiền nhiều bạn bỏ một á, nó cho bạn mượn 3 lần cái số tiền bạn có. Thành ra người ta ham, người ta bỏ ra, người ta mua, giống như tiền vay ngân hàng hồi xưa nuôi phong trào chim cút đó. Mình nói về cái kiểu cho vay, cái kiểu như mà Tăng Minh Phụng hồi xưa mà nuôi mua nhà rồi này kia, đó là cái chơi cái mượn đó đó. Mà bạn biết không, vua mà chơi cái mượn đó là dân Ba Tàu đó. Đó, thì mình nó công nhận là mấy ổng nó cũng hay, ổng cũng có đầu óc, nhưng mà nó, nếu mà mình nó theo cái trào lưu đó đó thì mình ngu mình chết, mình ráng chịu, còn không có ai thương tiếc mình đâu. Đó, mình nói cho ngay thẳng ra như vậy đấy. Thì mình nó thì mình nó lúc đó đó là không có phải là do mình nha, tại vì trường hợp mà mình kẹt là bà già mẹ mình á bệnh thì nằm nhà thương, mà chị Bảy mình á thì chỉ là ở nhà băng chồng sợ ma, không dám ở nhà của mình. Mình chỉ không có canh mẹ mình, phụ mình, thì làm sao mà mình về nhà mình đọc tin tức được. Tối thì đã vô nhà thương với mẹ, 5-6 giờ sáng ổng đi làm mà bà cũng không dám tới đi nữa đó. Thì mình mất một số tiền, nó cũng to lắm đó, thì cũng bạc triệu đó. Thì chỉ thì cũng mất vài trăm ngàn thôi, chỉ thì chỉ ít hơn mình, ít tiền hơn mình đó, chỉ mất ít hơn. Nhưng mà phải giận lắm mới nói chứ, là phải ngồi phải canh này, cái canh mình phải có thì giờ mới ngồi canh được chứ, mình ở nhà thương làm sao mình canh mẹ mình thôi chứ, chỉ không canh thì mình làm cái chuyện đó thì có mất thì đáng chịu thôi đó. Nhưng mà chứ cũng giận, nhưng mà cũng không sao mấy bạn, bởi vì tính của mình á thì mình lúc nào luôn mình cũng mong mỗi là làm gì giúp đỡ được cho anh chị em. Mình rất là thương chị mình, đặc biệt là mình thương mấy chị hơn là thương mấy anh, bởi vì mấy anh á là mình ít gần gũi mấy anh, gần gũi mẹ với mấy chị nhiều hơn. Thì có gì là chị cũng chia sẻ, chị Bảy mình chứ rất là tốt với mình á. Không phải những mình luôn, chị đối với chị Sáu, chị Chín chị cũng tốt lắm. Chỉ là mua được kéo dài cho chị đó, cho chị, bản thân chị đó, chị cũng đi mua cho ba, cho hai, cho chị Sáu này, cho chị Chín mình với mình, rất là thêm 3 người nữa. Đó, nên ra mình rất là thích cái tính của chị, tức là mình rất là phục cái đấy. Chị Sáu mình thì cũng lo cho mình vậy, nhưng mà chị Sáu mình thì cái tính chị Hà tiện hơn. Với lại nói với bạn, với nhà mình á thì cũng không có giàu có gì, mà con thì đông nữa, rồi mẹ mình á thì được quỹ thác nuôi cho đám con đám em con chú mình rồi này kia, mẹ nó mất sớm vậy đó. Nhưng mà ai cũng gửi thác con vậy mấy bạn, nhưng mà gửi thôi chứ tôi không có gửi tiền ạ. Đó, cái tiền ai thì cũng dí túi thôi, thành ra chị em tụi mình á cưng mà ráng mà ăn ít lại nhường cho tụi nó ăn. Bây giờ tụi nó mất mẹ, còn mình còn mẹ mà. Mẹ mình luôn luôn là dạy con như thế đó. Thì cũng nhờ là những cái loại mẹ tốt như vậy đó, cho nên cuộc đời mình sau này nó rất là suôn sẻ, tình cảm cũng suôn sẻ mà. Cái gì nó cũng suôn sẻ, thì nên mình nghĩ cái đó nó cũng là cái ân phước mà trời ban cho tụi mình. Khi mà mình làm tốt cái gì điều gì đó,
thì là ông trời cũng biết mấy bạn, trời Phật cũng biết rồi, ân trên cũng phù hộ cho mình, thì mình đối với mình như đó là nó đủ rồi. Đó thì cái thời gian sau này, thời gian trước đó mình có được một số tiền ở trong cái stock của mình, nó là cái tiền bữa mình có nói đó, cái tiền đó là cái tiền mà hưu trí của mình bỏ vào, thì ngân hàng nó cho mình 20%. Khi mình bỏ tiền vào đó thì họ cho mình 20%, thì mình lấy tiền đó mình bỏ vô. Lúc đó mình mua Broadcom á, là cái symbol của nó là AVGO, bây giờ nó là UpGo đó. Thì công ty đó nó từ bên Singapore nó chuyển qua bên này, mình mua. Lúc đó đó là nó cứ tẻ ra hoài, nó cứ nhân lên mà nó rất là lời. Mấy bạn, tiền lời nó chia mình cũng nhiều nữa, cho nên mình mua từ hồi nó là 27 đồng 50 cent, mà mình mua rất là nhiều xe đó. Thì thời đại gian đó đó, ở trong cái era của mình á, tức là cái tiền đó là tiền hưu trí đó, là mình chỉ được mua một cái tiền mặt thôi. Nhờ vậy nó mới còn nhờ vậy mới còn quần mặt, chứ không thôi nó sức đứt hết rồi đó. Thì á, thì cái xong cái tới năm khoảng đầu năm 2016 á, thì ảnh mới tức là mình có một cái số lượng mà Broadcom nó rất là nhiều, do là ông anh Tám mình ông quản lý cái account IRA đó, tiên sư ông mua toàn cái Xerox mấy bạn, trời ơi tức ói máu luôn. Cái thời cái buổi computer mà cái Xerox đó mấy bạn, cái máy photocopy rồi này nọ đó, nó đâu có mà theo thời giá đó bạn, mà nó xuống tụt á, nó trời ơi, hồi đó nó 50 đồng của Úc, bây giờ nó còn có 2-3 đồng, thành ra anh thương nó quá, anh mua nó cho mình ôm cái đồng máu. Nhưng mà mình với mất đó, anh mua có 300 xe thôi. Thí dụ như anh mua 5 đồng xe đi, thì 300 xe mới có nhiêu, 300 xe gần rưỡi 15 ngàn vậy đó, đại khái vậy đó. Thì mình mất nó không có nhiều tiền đó. Thì mình mới cái xong cái tập rối cơm nó lên, nó lên cái thằng khi mà anh Hock Tang là chủ của công ty UpGo mà take over cái thằng Broadcom, tập Broadcom nó rẻ tiền hơn. Đó thì đó, nó đồng ý nó mua là cái giá là 57 đồng một xe. Đó nhưng mà mình thì đâu có ý định bán mấy bạn. Nhưng mà đó là tụi nó đó là không biết làm sao nó bán của mình hồi nào nữa, chứ mình đâu có dùng margin đâu mà nó bán. Đó mà nó nói là nó mua, bởi vì nó mua để nó được lấy cái chức là chủ tịch của cái, nó là có nhiều cái cổ phần hơn, là nó bán của mình vậy đó. Tụi mà cái mà TD Warehouse đó là rất là lưu manh đó. Khi mà mình á, mà tới khi nhiều khi mình á, như bây giờ mình cần chuyển từ cái IRA của mình, cái retirement của mình đi qua cái Roth IRA, tức là cái tiền đó là mình cái IRA không đó, thì nó là pre-tax á. Đó là tức là trước khi mình đóng thuế đó, là mình bỏ vô trong đó thì là mình bớt được mớ tiền thuế. Thì hiện bây giờ là giống như cỡ tuổi tôi mình, nó cho 7.500 đồng một năm đó. Thì mình mới chuyển qua cái Roth IRA đó. Lý do đó, nếu mà hồi xưa mà mình mua mình mở cái account mà Roth IRA đó, mà mình mua cái anh mà Broadcom nó từ 27 năm 50 cent mà tới sáng nay nó lại lên 850 đồng một xe đó mấy bạn, thì những cái tiền lời đó mình sẽ không đóng thuế nữa, thì mình đã đóng thuế rồi đó. Nếu mà là cái rốt đó nha, đó mình rờ vô trong đó đó, thì là đó nói như vậy đó. Còn trong khi cái mà IRA bình thường đó là trước khi thuế, cho nên đó là nó không có đóng thuế, mình cứ đi ra đi vào bao nhiêu lần nó cũng không có tính thuế, tính mà capital gain gì hết, cho tới khi nào bạn rút ra thì cái tiền đó đó nó gọi là cái kiểu như giống như kiểu 1099, nó như là cái tiền lương của mấy bạn thôi. Cho nên cái Roth IRA nó chỉ có là vào năm sau năm 1990, nó khoảng năm 1994 mới ra bạn. Còn cái hồi mà mình cái IRA mình chuyển qua đó là lúc đó mình thất nghiệp, mình ngân hàng mình nó bán cho Citibank á, thì lúc đó đó là nó chưa có cái Roth IRA, cho nên nó là mình mới transfer qua cái đó. Cái sao của nó gửi cho mình mấy cái brochure, đó là tức là mấy cái leaflet, mấy cái tờ giấy nó nói vậy đó. Nhưng mà mình đã lo đi làm sắp mai, vừa thất nghiệp ngân hàng, nhưng mình không có đi tìm cái việc khác, thì mình cái việc cánh của mình làm nó lúc đó là cái xưởng may của nhà, là mấy mẹ con làm chung với nhau vậy. Thì gia đình mình qua từ năm 1990 á,
đó. Thì mình á thì bữa nào nó rảnh mình đi mình mua, mình trade stock đó, mình cứ đi trade rồi, nhưng mà cũng có tiền nhiều lắm mà, tại vì mình là ở trong cái ARA đó, bạn trade bao nhiêu lần vậy đó, đâu tiền gì nó cái income đó, cho tới khi nào bạn retire á, bạn rút cái tiền đó ra thì mình mới đóng thuế. Cái đó đó nó chết mình á, là bởi vì đùng một cái đó là mình mua đó với là mình mua thằng Apple đó, mà bạn biết không, Apple thí dụ như bây giờ bạn mua 100 xe đi, nó xé ra làm tư, tức là bạn có 400 xe, chỉ dính tiền xe thôi đó là gấp 4 lần, nó xé ra lần nữa rồi 7 lần nữa là 28 lần ha, tức là bạn có 1 đồng cái thành 28 đồng, cái nó xé lần kia rồi 4 lần nữa là 28 nhân cho 4 coi, đó là hơn 100 đồng, tức là bạn có 1 đồng mà mới có chừng có mấy năm nay, chừng 5-6 năm nay thôi mà nó lên đó, là kêu mà tới mà gần cả 100 lần cái tiền vốn bỏ vào đó. Cho nên á mình bị quất nguyên bụng, mình ăn một cái ôm cái đầu máu, là tức là có tiền nhưng mà bây giờ mình lấy ra đó là mình phải đóng thuế, chết bà tổ mình luôn. Mà mình suy nghĩ ra mà chính phủ Mỹ nó không thấy bà nội, không thấy bà cố luôn á, tức là mình nó đâu có bỏ ra đồng nào đó bạn. Thí dụ như mình mất tiền đi, một năm nó chỉ cho mình khai là hai vợ chồng đó có 3.000 đồng bạc thôi ha, nhưng mà khi mà mình thắng á mà ông quất liền mình 40% kêu bắt đầu ghen á. Nhưng mà cái IRA thì không có bị, chỉ có account thường bị thôi. Nó là đã mình á tới tuổi già rồi, gần tới 70 tuổi mình vẫn phải đi làm để lo trả nợ mình đó, là mấy năm nay đó là mình á là rất là thu cái mình lại đó, là để mình lấy tiền của mình đi làm công trong mấy năm nay mình để dành được đó, mình bỏ vào mình đóng thuế để chuyển cái tiền đó qua cái Roth IRA đó, để lỡ mà hai đứa mình có đứa nào mà nó lăn đùng ra chết á thì là, hoặc là cái ngân hàng mà nó bankruptcy đồ này nọ, những cái trading house á làm nó mà bankruptcy nó vỡ nợ đó, thì là thằng bên cái stock đó nha, nó chỉ đền được tới 500.000 thôi, còn trong cái nhà băng á nó đền có 250.000 thôi bạn. Coi lưu manh không. Cho nên mình á thì ví dụ ngân hàng thì mình biết rồi, tại vì mình là dân làm ngân hàng, mà còn cái bên cái stock á thì mình chưa biết. Bây giờ mình á là cứ tối ngày mình cứ phải đi ảnh á, thì tối ngày cứ tính toán hoài là phải chuyển qua này kia này nọ, sợ lăn đùng ra chết. Nói mình riết rồi mình bực, mình mới nói chứ nói thật sự với anh á là mình cứ nghĩ là mình không có cái số tiền đó. Cái thứ nhất, cái số tiền đó nó không hề đứng tên anh, phải không, chỉ đứng tên mình thôi. Nhưng mà mình á thì mình có mở cho ảnh riêng, mình có mua riêng cho ảnh thì ảnh cũng có được một số tiền riêng, nhưng mà cái phần đó là chỉ có mình viết tên mình để là cho người nào, tại cái tiền số tiền đó là nó nằm ở trong cái account của mình trước khi mình marry đó. Đối với cái luật của Mỹ đó thì cái tiền đó là nó thuộc về chỉ có một mình thôi, trừ khi nào đó mình viết trong đó tôi để cái này lợi cho chồng tôi này kia, chứ không có chuyện đương nhiên như bạn. Trong cái retirement nó là của người nào là người đó hưởng thôi đó. Nhưng mà ảnh thì ảnh lên về ảnh dễ thương lắm, ảnh không bao giờ ảnh để ý tới vụ tiền bạc đâu, nhưng mà ảnh sợ là mình phải đóng thuế. Mà nếu mà ảnh sợ đó thì mình nói vậy, em nói cho anh nghe rất là rõ ràng, trong trường hợp anh sợ anh phải bỏ em lại một mình á, để mẹ em ôm đầu máu mà đóng thuế á, thì đó anh ráng thứ nhất bỏ thuốc, thứ nhì là bỏ rượu, và ăn uống cho đàng hoàng, mình không có phải sợ mà phải tốn tiền. Thực sự ra hai đứa mình bây giờ là bỏ việc ngang đó, là vẫn có tiền đi mua chiếc xe mới, đi chơi phong phong mà sống hết cả đời, không có phải lo gì hết. Cái đó là mình đã là kêu vào positive, tức là chắc chắn là như vậy. Vì mình nó bình thường là mình nhờ là mình cái kiểu giống như theo mình nói trong tông càng anh của mình á, em nghĩ đó là một khi đó mình sống cả đời mình á, chỉ vì gia đình mình, vì mẹ mình là thứ nhất, mình rất là thương mẹ mình. Mình hồi xưa là mình thân với ba, thương ba mình nhất á đó. Nhưng mà mẹ thì tại vì cứ rẻ vô đây chằng chằng, mẹ mình nó rất là cũng như không có, với con trai á thì còn dễ dãi hơn, nhưng mà với con gái đó thì mẹ mình chỉ rầy chằng chằng vậy thôi. Mà mẹ mình không có rầy chằng chằng, mình rầy chị Bảy thôi chứ không có rầy mình thì không có dịu đi chơi đâu. Mình không biết nhảy đầm, trong nhà mình chỉ có hai đứa biết nhảy đầm là chị Bảy mình với ông Tâm Càng á, chứ còn ngoài không có đứa nào biết. Mình chỉ đứng nhảy là cò, mình coi chơi vậy thôi, chứ còn mình biết người ta nhảy điệu gì á, nhưng mà mình chưa bao giờ đi nhảy, tại vì mình không có muốn mà để mà nằm vô cái vòng tay ngơ trong ai cái thật mình là rất là nhột. Cho nên thôi em thà là em không có rớ tới, chứ mất công mình sợ mình ngã lòng, mình thương người này người kia mất công lắm mấy bạn ơi. Mà mình thấy đó rất là nhiều cái gia đình, rất là nhiều mấy cái anh chị mà sang sang rồi nhảy rồi này nọ, cọ cọ riết rồi cái bỏ chồng bỏ vợ này nọ, mình thấy rất là nhiều. Cho nên thôi tốt hơn là em ở nhà em chơi nhảy cò cò với mấy con gà của em thì em cảm thấy là nó khỏe và nó thoải mái hơn. Và cái đó là một cái
nuôi nó vừa có lợi cho mình mà có lợi cho kêu mà đủ thứ hết, nó ăn sâu bọ mình rồi này kia. Ôi để nói giờ ngay bây giờ, giờ tự nhiên mình nói chuyện với mấy bạn cái mình nhớ tới ông mới nói cái cục đá bên cây suối đó, ngay giữa màn hình ở chỗ cái cây, chừng cái cây cọ cây phao mới dưới đó đó, nguyên cái cục đá thiệt là to, tảng đá thiệt to nó trượt xuống ngay cái cây nhỏ nhỏ đó. Nó đè luôn cái cây nết, cái hazelnut của mình đó. Chết queo rồi, anh nói vậy đó. Đó bên cạnh đó là hai cái cây hạnh nhân, cây almond đó. Đó rồi em nói với mấy bạn đây, trời ơi thì mình chỉ nói là nó vui đó, là có một cái đó là sáng này đó là tức là chị Hải chứ nghe mình nói chuyện lớn thoáng đó, nhưng mà trước khi chị bán cái nhà của chị á thì chị cũng có một số tiền nha, chị mới lấy ra chị mua, chị cứ mua một broadcom thôi, đi radio chỉ có broadcom thôi, chị ghét một apple nó lên chậm mà chị ghét, rồi chị nói Tesla này nọ, như mình nói chứ là vừa test vừa lao quánh trời mẹ ra đó, là mình giỡn vậy đó, là mình thấy đó công ty gì đó làm lời dữ lắm, có ấy nhưng mà không bao giờ chia lời hết, là cái đó là mình không ưa rồi đó, là làm cái gì đó là nói chuyện mà mình đi dưới đất đây được kia còn sụp lỗ sụp hầm té thấy bà nội, mà nó đó thì kiểu của nó đó là nó phóng phi thuyền rồi lên, mà hai lần phóng phi thuyền thì nó rớt hết ráo rồi trơn mấy bạn, thành ra hỏi với công ty vậy làm sao mình tin tưởng được, thôi tôi đi trên đất liền tôi cảm thấy nó chắc ăn hơn, thôi mình không chơi đó. Thì chỉ mua NVIDIA là NVIDIA đó, là cái loại mà nó chế những cái con chip mà nó là về AI, là artificial intelligence á, thì Broadcom á nó cũng là một công ty nó chế, nó chuyên môn chế những cái chip đó, nhưng mà nó rất là lời, mà nó chia lời mình rất là nhiều, một xe đó là tiền lời đó, $18 đó. Cho nên là mình thấy mình thì mình thích cái tiền lời nó chia vậy đó, tại vì giống như mình bỏ ngân hàng thì nó đâu có lời bạn, hiện giờ thì ngân hàng thì 5% rồi, nhưng mà trước đó nó không có, nó chỉ có 0.00 mấy hoặc 0.02% bao nhiêu đó, cho nên không có đáng rồi đó, mình cứ giữ tiền đó chung cuộc cũng không có mua này nọ, thì mình sợ mình lần mà mới bị cái mà đã từng làm triệu phú mà nó cháy cái mục đích. Em cũng hơi ấn quá, thôi giờ thà tôi đi, giờ tôi bắt đầu tôi nghĩ tôi đi xe đạp bây giờ không có mộng mị nó, nhưng mà chỉ tình cờ là mình hên thì mình mua, mình bắt chứ mình có ôm nhiêu tiền mình ốp vốn mình mua một Apple, mình nó xẻ ra thì bớt một đồng mà thành 50 mấy đồng, nó thành 100 đồng luôn, cho nên nó là mình không có phải lo đó, mình cảm thấy đó mình rất là may mắn. Ông Càng thì mới nói là Úc là rất là thông minh à. Thông minh bây giờ là tôi học tới đâu rồi, tôi đã tới mấy cái bằng tiến sĩ rồi. Nhưng mà kiểu mà mình đi học á, mình nghe ai nói cái này đó là bác ra một cái ha, là rồi mình nghĩ rồi đổi ngành khác, là cái người của mình á là rất là kêu mà rất là nhiều khi mình hay lo lắng cái ngành này ngành kia, sợ cứ học thí ra đi. Thấy không, bên đây bên Mỹ bạn ơi học rất là dễ chứ không phải khó đâu mấy bạn. Thì mình nói đó, mình nó đi làm mình nó không hề đi vào lớp học, tới ngày thi mình đi vào thi đó, làm bài tập thì đi làm bài tập đem cho bà chị chính mình đem đi nộp giùm với ông anh chính đó, hai người đã học chứ còn mình không có học trong lớp đó. Cuốn sách mua đó thì hồi trước thì mua hai chị em hai cuốn, nhưng mà sau đó là mình ông xã chính đó, dì chính là đọc cuốn, còn mình cầm cuốn đi theo đó, là mình vừa đi làm vừa mở ra học rồi làm bài tập rồi kia, làm rồi đem đưa cho mấy người đó nộp rồi này nọ, chứ còn mình có vô lớp tới ngày thi hoặc là cái vài ngày nào mà đi làm lab rồi này nọ đó thì mình mới vô lớp thôi đó. Thì để mình dành thì giờ để mình đi làm thêm một số việc để kiếm thêm tiền để giúp cho gia đình vậy đó. Thì mình nói với ông anh Tom Càng chứ nếu mà thời gian mà có quay trở lại đó, mình cũng sẽ làm y chang vậy thôi, mình không hề ân hận mình học chưa xong rồi này nọ. Cái học xong học hay không đó là đối với mình á, với mình nếu mấy bạn nghe cái bài học ở trường đời đó, bạn đi ra làm sao là bạn đi làm bằng cái mồ hôi nước mắt của mấy bạn, bạn làm này kia đó, đúng đó, xã hội Mỹ đó nó không có cần tới bạn ra tới bằng tiến sĩ, bạn học ra tới kỹ sư được rồi, học bằng 4 năm được rồi, rồi bạn tới năm thứ ba, bạn học năm thứ ba đó là bạn đi ra ngoài bạn xin việc, bạn làm cái này làm kia, bạn lấy cái kinh nghiệm, là những cái kinh nghiệm đó nó mới là cái nó support cho mấy bạn, chứ không có phải là đây là tôi bằng phó tiến sĩ danh dự, tôi học bực lây này nọ, mày bực lây thì kệ bà mày, chứ mày đi ra mày không biết tính toán là nó dớt mặt liền đó. Mỹ nó giỏi lắm, nó hay lắm,
nó, nhưng mình bởi vì nó cần những tích, nó cần tích nước sinh chứ nó không có cần những kỹ sư. Kỹ sư thứ nhất bạn ra trường đó mà bạn những cái job làm đó mà bạn lùng tè, bạn nói bạn làm sếp đó, thì không bao giờ bạn làm sếp được đâu. Nó không bao giờ mướn bạn một cái người mà lùng tè, cái người mà kêu mà bộ gió Yến Anh đó mà ra đi làm sếp cho người ta, không có ai nghe hết á đó. Rồi đó, chỉ có bạn chỉ làm về cái lao động, về làm việc về cái service, ví dụ như bạn lái xe truck, lái xe hàng. Mình nói thẳng ngay nè, những người mà tài xế xe xi măng mà đi đổ đó 35 đồng giờ. Nhưng mà nó có, nó chú thích câu với đó là có kinh nghiệm rồi này nọ, chứ không phải bạn mới ra bạn đi học mà nó huấn luyện cho bạn, bạn trả cho bạn 35 đồng giờ thì không phải đâu. Mà Mỹ đó cũng lưu manh lắm chứ. Nó những lời nó quảng cáo bạn phải đọc kỹ lắm, từng lời từng chữ, chứ còn mình không có tin nào hết. Mình á thì bây giờ mình nói anh Lê thì anh còn làm Mỹ chứ còn mình không có làm đâu. Mình ở đây đó là gần 50 năm, mình cái cuộc đời ở đây là 2/3 cuộc đời mình là mình ở Mỹ á đó. Còn cái phần là còn kia đó là mình ở Việt Nam đó. Mình thì lúc nào thì mình cũng nhớ đến, nhưng mà cứ suy nghĩ ra mình đi về Việt Nam đi, tất cả những người quen mình, những người thân mình á đều không còn trên thế gian nữa, thì hả, sau là mình phải đi về. Thì mình nói mấy bạn nghe là vậy đó, mình đi về mình rất là nhớ, cho dù một người hàng xóm đó, mình đi về đó là mình không có cần đi du lịch đi nơi nào hết á, mình đi trở về cái trường cũ của mình, mình đi đạp vòng hết chỗ mấy bạn bè cũ của mình ở, nhờ là lớp tiểu học á nha, đi về xóm trường Chí Hòa đó, rồi mình đạp xe đạp lót cót đi, rồi mình tìm những cái người mà hàng xóm rồi này kia đó mình đi thăm đó, rồi những người đó họ qua đây, mấy người đó qua đây họ cũng đi thăm mình đó. Nhưng mà mình thấy vậy đó, mình những người đó muốn gặp, chứ còn bây giờ cho mình nói thì mấy người có nhiều người nói mình ngu, mình khờ. Thí dụ như đi về, cho đi muốn đi Hà Nội, mày đi mày về đi, rồi tao dẫn mày đi Hà Nội này kia, đi Ba Đình rồi này kia, nó đi làm chi. Hồi nào giờ tôi cũng chưa biết ổng thôi, tôi cũng đâu cần biết ổng để làm gì mà gặp ổng đá đít tôi nữa. Vì nói giờ không vừa lòng ổng, ổng đâu có chịu, bắt đâu có ưa đó. Mình thì mình hay hỏi lắm, hỏi nhiều khi bắt bí bắt không biết trả lời thì nói làm sao. Cho nên thôi thì mình nói dốc, mình nói dẫn chơi thì được, chứ còn mình không có mơ mộng tới mấy cái đó. Mình thì thích cái những cái gì, cái gì mà nó thực tế. Nhưng mà có một chỗ mình rất là muốn đi, đó là đi cái chỗ chùa Hương đó, đó đi cái chỗ mà Sapa đó, đó những chỗ đó thì mình muốn đi cho biết, nhưng mà không đi cũng được. Còn Vũng Tàu thì mình xưa giờ rồi mình đi Vũng Tàu nhiều, mình đi thường mình đi Đà Lạt, đi Vũng Tàu nhiều. Còn mấy cái ví dụ như Nha Trang đó mình chưa biết rồi bạn. Hà Tiên, Phú Quốc mình cũng chưa biết, chị Sáu mình thì biết rồi, nhưng mà mình biết Côn Sơn. Mình có đi máy bay ra Côn Sơn đi chơi. Hồi đó cũng bảnh lắm à. Đi chơi đi được ngon lành lắm. Bây giờ cái thời vàng son đó thì nó cũng không có còn nữa. Thì mình cũng già rồi, cũng không có mơ mộng gì nhiều. Mình thấy bao nhiêu đó với mình nó đủ là nó đủ đó. Mình rất là happy, rất là vui vẻ, hạnh phúc làm con của cha mẹ mình đó. Đấy, ngày hôm qua mình đi mình điển một mớ này, bạn thấy không đó, mình đâu có ở không đâu, mình nó mình thấy không có muốn phí phạm một cái giờ phút nào hết nè. Mình kêu mà cha mẹ đẻ mình, sinh đẻ mình ra đó mà nó không có tật nguyền là mình đã có phước 30 đời dương mình rồi. Đối với mình thì mình nghĩ vậy đó. Đó, mong biết không? Làm cái này cái mình bỏ, bởi ngày hôm qua không có cái nắp ở đây cho nên mình bỏ thí nó xuống dưới đất. Đất gì nó nghiêng nghiêng ngồi nó cũng té, bật ngang bật ngửa mấy bạn. Đó, mình bỏ, mình gom đây đến hơi mình đổ vào cái nồi cái thùng phân trà xanh này, vì cái gai này đi đạp lên nó khô này, nó đạp tao đến bình thường này thì nó cũng không tới nổi nào. Đó thì mình bỏ vào đây thì bỏ cái này là tránh anh Lê nó bị gì đôi dép anh đi anh cứ đạp vô cái mấy cái sậy bên kia đó, thành ra nó lủng đó rồi trơn á, lủng này rồi đi vô nó sắp vô chân, ảnh không có mang vớ. Còn mình á, mình nói thật hay ha, nói mày nói nhỏ không dám nói lớn, mày nói lớn ông nhát mình á, ổng giỡn dữ lắm, ổng giỡn ông chỉ giỡn với mình thôi, ổng cứ lấy con sâu cái ổng luyện lên mình à. Gặp kỳ chính mình nói mất dạy liền.
Chính mình chỉ sợ lắm, chính mình chỉ nhát lắm. Chị thấy con sâu đó mà nó nghe đã nhát rồi đó mà trời đất ơi, còn nó dây dây nhóm nhóm ngồi dòm đáng dòm coi, nó đã sợ thôi dòm chi nữa. Thì mình chỉ bắt mình nó thì mình thấy nó mình gớm vậy thôi, nhưng mà mình vẫn bắt nó được, mình vẫn bắt mà không có bắt tay nha. Mình lấy cái sủn nó, mình sủn vô trong cái thùng đó, mình đem ra cho gà ăn, chứ mình không có giết nó, bởi mình giết nó là mình ban tội. Còn á, mấy em gà mà đớp nó đó, là mấy em gà đưa tội xuống dưới Diêm Vương hỏi, thì nói là thực sự là con cũng không muốn ăn. Thưa Diêm Vương, con cũng muốn ăn á, tại vì ba mẹ con đưa thảy vô miệng con phải ăn vậy thôi đó, không ăn vậy là phụ lòng cha mẹ đó. Cái lý luận của mình, chị Sáu mình mới lắc đầu luôn. Chị Sáu mình nó là một Phật tử thuần thành, rất là trung thành ha. Nhưng mà mình thì không phải trung thành với đạo Phật của mình, nhưng mà điều cái gì là mình cũng vừa phải thôi, chứ còn mình không có kê re cắt rắc, không có tự làm khó bản thân mình. Nếu mà mình không có xử mấy đứa đó đó, thì mấy con sâu đó sao nó ăn mình không còn cái gì hết mấy bạn ơi. Đó đây nè, đó xong rồi cái mình lấy cái nắp mình đậy nó lại đó, cho nó ở trong đó. Cho các em sám hối đi, em mọc tầm bậy tầm bạ nó đâm đau gần chết luôn đó. Bạn coi cái cây nó cao vậy nè, thì làm sao mà ý là nổi, mình phải bắt thang leo lên thôi đó. Nó xong rồi nó lên đây, nó có đựng cái mắt, cái nhánh này nó còn mập nè, là nó nở ra nó sẽ to lắm à. Nó ú na ú nần à. Mình rất là cưng nó, mình rất là cưng cái cây này nè. Đội trái trắng nãy to đi, mình giật le thôi chứ còn thực sự ra có ăn khỉ uống khỉ gì đâu đó. Ngày hôm qua mình có tỉa mấy cái lá cà này nè. Em nghe cái em ở bên, em không biết em tên gì, em ở bên bên Hàn Quốc á, đi trồng rau ở Hàn Quốc á. Mình em rất dễ thương, rất là chân chất thật thà. Em nói đừng có tỉa cái lá, nhưng mà xin lỗi em vì chị sợ sâu quá cho nên chị phải tỉa cái lá để cho nhìn ở đây, nhìn coi cái gì mà nó cuốn nha, là thôi tôi biết rồi ông đó đó. Mình tỉa đó, mình tỉa bớt thôi chứ mình không có tỉa hết. Có cái mình tỉa có nửa lá hà, để mình coi mình coi nó đó. Mấy cây này cây bưởi năm rồi, mình nói với mấy bạn rồi phải không đó. Mình tỉa mới lá cà đó, còn cái cây bí rợ của ông á, là cái bí nhật của ông á, là nó nó đồng tụ ông bà rồi đó. Trời, sen của mình thì nó cũng như thế, chưa có gì tốt đẹp hơn rồi, thấy không? Mình nói là mình biết ngay nha. Mấy cái cây này á, là cái cây cà tím của mình, mình mới vừa trồng xuống cái là nó lợi nó quất liền, thấy không bạn, thấy không? Bởi vậy đó mà biểu mình nó đừng có xử nó làm sao được. Ở bên đây đó là nó cũng ăn mấy con chim nó mổ, ở đây thì có thể là con chim nó mổ mấy bạn. Bởi vậy á, nhiều cái đó nó rất là không có phải là nó dễ ăn đâu mấy bạn. Đây nè đó, sẵn đây mình tìm được cái liềm rồi, đây mình có cái liềm đây đó, đây bạn coi mới cái lá để nó mổ nó ăn, cái này là chim ăn chứ không có phải là hành, nó cũng ăn luôn đó. Mà mình đã chọt cái cây này đó rồi đó, chứ không phải không chọt đâu nha, chọt rồi đó mà nó vẫn ăn của mình như bình thường đó. Con này là nó cũng thứ dữ lắm rồi đó. Tôi giận em rồi á, tôi giận em rồi á. Mấy bữa kia mấy cái cây là mình cắm là ngon lành lắm, không có bị gì hết nè. Mà nhiều hôm qua đó thì mình bận quá, thành ra mình không có chăm nó. Mình tức quá mình chơi lại cái cục đó đó. Thôi cũng không cần cái đó, để mình làm cái khác, cách khác đi. Đây mình lấy một cái khúc cây này, nó ăn tới nó cắn luôn vậy đó. Nó cắn cái đọt thì cái cây nó không có lên được mấy bạn, thành ra giờ mình chơi cái kiểu này đi. Mình lòn cái cây lá này vào đây. Cái này nó không phải là con sâu ăn, lấy là chỉ là con chim nó ăn thôi. Mình lòn nó vào đó, nó có cái cây đó thì nó không có ngã mấy bạn. Cho nó lên được, có mình mua thời gian nó cho nó lên được chút xíu đi, rồi mình mới bắt đầu mình thử nó sao.
Sáng mai là 7 giờ sáng mai đó là mình phải có mặt ở trên chỗ có đường Central Hill đó, Central Hill đó, rồi mình làm. Rồi mình đi về đây mình làm đường thôi, tức là làm có 15 phút mà phải chạy 3 tiếng đồng hồ á. Chạy 3 tiếng đồng hồ đi, 3 tiếng đồng hồ về nữa. Chỉ cho mấy bạn xem. Đây là cái liềm của mình để mình nói mấy bạn nghe. Cái liềm này đó là cái liềm tay mặt. Là cái lưỡi này nó uốn cong cong vậy nè. Thì là mấy người cắt lúa đó thuận tay mặt ấy, nhưng mà thường người ta cắt, người ta cắt bằng tay trái mấy bạn. Đó, thì ra anh của anh Lê không biết đi mua phước cho mình nguyên một đám luôn á. Cái liềm tay trái không cho, chỉ có mình chị Sáu mình xài chứ mình không có xài được. Thì cái liềm nó như thế này. Mình nói làm á. Đó mình cứ nắm vào đó mình cào nó lên. Đó nó đứt lên cái rễ nó nè. Lợi hại lắm. Cái này á là anh nói mình nói kỳ đó anh mua anh gửi qua cái mình mới nói chứ anh Chính á là đi mua liềm cái liềm tay trái. Anh hỏi chứ sao mà vợ Mười nói biết cái liềm tay trái. Đó thì mình nói vì vậy em hồi xưa em có đi làm ruộng mà anh cho nên á đó bữa nay nó mưa thành đã này nắm tay nhổ cũng được đó, nhưng mà nếu mà cái liềm á, cái liềm bén cái liềm nó để mình nói anh mài lại cho mình đó, mình lấy một mớ lên đây nè, nó lẹ lắm. Nếu mà có cái liềm mới đó là nó rất là lẹ mấy bạn. Đó này mình nắm đây nè, em Hà hỏi với sao mình không có cỏ, cỏ thì chỗ khác không có chứ sao nhà mình nó, tại vì cái cỏ này á, là mình thấy nó đẹp cho nên mình mới muốn để lại chứ không thôi là anh đã vẽ từ lâu rồi đó. Đó chỗ này thì nó cứng á, thì mình phải dùng cái liềm á, mình cợt nó vậy, mình cứ kéo nó vậy đó. Đó nên là nếu mà mấy em về mua bên Việt Nam thì như nó có động cái lưỡi liềm hay sao đó, nhưng mà ở bên á, cái lưỡi liềm của bên Việt Nam mình á, mình không có biết thôi nha, mà mua mấy bạn phải biết mua chứ, mà mua cái tay trái tay phải đó là nó cũng khó xài lắm mấy bạn. Còn á, cái liềm ở đằng Home Depot nó có bán như nó cũng 20 đồng á, thì của một cái người khách, một cái em nó cũng Việt Nam khách của mình á, thì cắt một cái mía nó đi ngọt xớt mấy bạn, mình rất là thích cái cây liềm đó, thì em nói em mua 20 đồng, Hùng nói Hùng mua 20 đó, nhưng mà mình á thì mình đi ra giờ đó mình đâu có thì giờ đâu mà đi tiệm coi, không lẽ mà mình nhờ Hùng đi mua giùm cho Hưng đi mua giùm cho mình, cái ông nội Lê đó trời đất ơi ông hối mình như giặc vậy đó, nó không có mua được cái gì hết nè. Đó nhưng mà coi cái này mình nắm đầu nó nhổ nó cũng lên nè, kéo cái liệm còn giật giật tưng lại nữa đó, mình dọn cho sạch đó để mình ảnh thấy đường cái ảnh làm cái cái đường đi này nọ đó, cái quốc quê cho mình đó, đá ra ngoài kia đó để lát nữa cho nó trống cái đường mình thấy, mình nhổ thì nọ đó, rồi mình gom mình bỏ vào trong cái thùng phân xanh đó, rồi cũng bỏ vào thùng phân xanh cái mình làm phân đó, làm cái gì cũng vậy. Ý, cái chỗ này đó mình không phải là hồi sáng này nó mưa đó, mình nói với mấy bạn nghe ngày hôm qua đó, mình đó bỏ cái thùng cà tím mà mình trồng đó, thì mình bỏ vào trong đó để nó lấy cái nó nước nó thấm cho mấy cái cây cà tím mình mới trồng ấy đó. Xong rồi cái mình đi cắt mấy cái sóc quê lần đó, mình cắt rồi mình tỉa lại mình quên, rồi cái mình nghe rồi cái mình nhớ ra chết rồi, chưa quên, chưa tắt nước đi lội tắt đó thì nó nó tràn bờ rồi đó. Đó mình làm mình để đây nè, nhưng mà nếu mà tưới nước vào nó mau sẹp đó như các bạn, thì mình làm nó cho nó trống rồi chứ đi dướng mấy cống nước này nó dấp mệt lắm đó. Nhưng mà đầu tiên thì cái chỗ này nó ướt á, thì mình làm mình nhổ cho nó sạch sẽ đi, cái gì mình thấy được cái đám này mình thanh toán được thì mình sẽ làm cái đám kia nó lẹ hơn. Vậy mà không biết sao anh tưới mà trong cái cây mía nó mới lại có cái cây cà chua trong đó, ngộ thiệt mấy bạn ơi.